quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Một tháng sau sinh, Lê Phương tâm sự, mọi thứ đảo lộn từ khi có con. Lê Phương chia sẻ những dòng cảm xúc sau tròn một tháng hạ sinh thiên thần nhỏ. Nữ diễn viên hạnh phúc khi được chồng bên cạnh chăm sóc động viên. Thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, thiên chức đó luôn cao cả và thiêng liêng hơn bất cứ điều gì khác. Nữ diễn viên Lê Phương cũng như bao người phụ nữ khác đều từng ngày cảm nhận niềm hạnh phúc thiêng liêng đó. Đời người phụ nữ có lẽ hạnh phúc nhất là khi vượt cạn có chồng bên cạnh động viên. Sau một tháng hạ sinh con gái mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Phương vừa có đôi dòng tâm sự để gửi lời cảm ơn đến chồng và mẹ ruột vì đã đồng hành cùng cô trong hành trình vượt cạn. Bên cạnh đó, Lê Phương cũng dành những lời ngọt ngào đến cô con gái bé nhỏ mới tròn một tháng tuổi của mình. Mẹ nhớ mãi những khoảnh khắc thật đẹp ngày con ra đời 28 tháng 8. Đời người phụ nữ có lẽ hạnh phúc nhất là khi vượt cạn có chồng bên cạnh động viên, lo liệu mọi chuyện xung quanh. Còn mình thì cứ yên tâm mà đẻ, ấm áp hơn khi có hai người mẹ luôn túc trực ngày đêm, khóc cười cùng những cơn đau và niềm hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai mẹ, cảm ơn hai bên gia đình đã luôn yêu thương chúng con. Hôm nay con tròn một tháng, mọi thứ đảo lộn từ khi có con, nhưng đó là niềm vui của đại gia đình mình. Mong con ăn no chóng lớn, chơi ngoan ngủ giỏi. Không cần quá xinh đẹp, hãy là một bông hoa luôn ngát hương với đời con nhé. Cảm ơn con gái đã đến với ba mẹ, yêu con nhiều lắm, Lê Phương viết. Giây phút bé bông chào đời, nụ cười hạnh phúc của gia đình khi bé bông chào đời. Kèm theo bài viết, Lê Phương khoe loạt khoảnh khắc đẹp khi vào phòng chuẩn bị chờ sinh. Cùng với giây phút con gái chào đời, nụ cười tươi tắn của mẹ chồng, mẹ ruột, cũng như khoảnh khắc đại gia đình hạnh phúc đón thành viên mới. Bài viết nhận được nhiều lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Ngoài ra, cư dân mạng còn chú ý tới hình ảnh mẹ ruột và mẹ chồng nữ diễn viên selfie rạng rỡ khiến dân tình bất ngờ. Nhan sắc tươi trẻ, nụ cười hạnh phúc khi cùng nhau đón thiên thần nhỏ của cả hai người nhận được nhiều lời khen ngợi. Có thể thấy hai bà mẹ rất thân thiết, vui vẻ với nhau. Hai mẹ nhìn rất phúc hậu, bà ngoại, bà nội vui vẻ để đón thiên thần nhỏ của gia đình. Nhìn tưởng hai chị em ruột, bà ngoại, bà nội trẻ măng mà lại đẹp nữa. Là những lời khen từ phía người hâm mộ dành cho hai bà mẹ. Hai bà mẹ cười tươi rạng rỡ đón cháu gái. Lê Phương hạnh phúc khi có chồng và con trai cà pháo luôn bên cạnh động viên. Diễn viên Lê Phương lên xe hoa lần thứ hai cùng ca sĩ Trung Kiên. Thời gian đầu quen nhau, cả hai từng vấp phải nhiều sự phản đối của người thân. Lý do đơn giản bởi Lê Phương từ một lần đổ vỡ hôn nhân, có một con trai lại hơn Trung Kiên 7 tuổi. Điều đó khiến gia đình Trung Kiên khó chấp nhận và lo lắng cho hạnh phúc tương lai của con trai. Thế nhưng cả hai đã chứng minh tình yêu của mình và kiên trì thuyết phục được bố mẹ hai bên và tổ chức đám cưới vào tháng 8, 2017. Sau kết hôn, cả hai tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, dành thời gian tập trung phát triển hoạt động nghệ thuật. Hai vợ chồng đã tậu được nhà khang trang ở Sài Gòn để thuận tiện cho công việc. Lê Phương càng hạnh phúc hơn khi Trung Kiên yêu thương và chăm sóc cà pháo như con ruột. Sau 9 tháng 10 ngày, gia đình Lê Phương đã chào đón thiên thần nhỏ vào đúng hôm sinh nhật nữ diễn viên. Ngày 28 tháng 8, ông xã Trung Kiên luôn bên cạnh động viên vợ, nhưng cũng không giấu nổi lo lắng. Sau sinh vài ngày, Lê Phương cho biết bị thiếu sữa, dẫn đến tâm trạng bị stress, bất lực. Có lúc nữ diễn viên ôm con khóc, không biết chia sẻ cùng ai. Để đỡ đờn vợ, chồng Lê Phương dành phần bế và ru con ngủ bất kể ngày đêm, giúp vợ có thể nghỉ ngơi. Anh hai cà pháo cũng rất thương em bông, thường quấn quýt bên mẹ và nói chuyện với em. Điều đó khiến nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống của Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên sẽ bắt đầu bận rộn hơn khi gia đình có thêm thành viên mới. Cả hai sẽ phải cùng nhau chăm sóc con và cân bằng công việc với gia đình. Sau gần một tháng hạ sinh bé bông, hai vợ chồng đã cùng con gái nhỏ lên Sài Gòn để tiện cho công việc. Anh trai cà pháo vẫn ở quê để ông bà ngoại chăm sóc.